vô lượng vô biên đều là bản thân quý vị có không phải có được từ bên ngoài cho nên phật giáo cầu từ bên trong không cầu bên ngoài ở bên ngoài tìm không ra cầu trí huệ cầu năng lực cầu đạo đức cầu tướng hảo đều tìm trong tự tánh minh tâm kiện tạnh thì nó hoàn toàn xuất hiện cho nên đức phật nói tất cả chúng sanh vốn là phật không sai chút nào chỉ là mê ngộ bất đồng mà thôi phàm phu là mê thất tự tánh Nói cách khác gọi là Phật mê mờ Nếu họ phá mê khai ngộ Thì hoàn toàn giống như chư Phật như lai Phật A-di-đà có thể kiến lập thế giới cực lạc Mỗi vị Phật đều có thể kiến lập Đây là thật không phải giả Thế giới cực lạc vô cùng vô tận Do Phật A-di-đà kiến lập nên Mười phương chư Phật có cần kiến lập không? Không cần Đệ tử của chư Phật như lai đến cuối cùng Học tập đến cuối cùng Chư Phật như lai đều khuyên đệ tử của mình Sanh về thế giới cực lạc Học tập giúp Phật A-di-đà hầu như không có ngoại lệ. Phật thích ca mâu ni cũng như vậy. Tận tâm tận lực khuyên chúng ta cầu sanh về thế giới cực lạc. Vì sao? Vì nơi đó là lớp bảo đảm ở chỗ khác học tập rất vất vả, thời gian rất dài. đến thế giới cực lạc thời gian tu hành được rút ngắn thời gian. Giả lại thành tựu rất nhanh Đây là Thật sự đạt được sự giúp đỡ của Phật a di Đà. Ngài là một vị thầy giỏi Chư Phật như lai chẳng ai không tán thán Ngài cho nên chúng sanh ở đó hầu như ngày nào cũng đi thăm diện quốc độ chư Phật trong mười phương. Bản thân mình ở trong giảng đường của Phật A Di Đà bất động, vẫn đang nghe kinh. Phân thân của họ có thể phân thành vô lượng vô biên thân. Quốc độ của mười phương chư Phật họ đều đến. cúng dường phật mang theo lễ vật lễ vật không cần chuẩn bị muốn thứ gì thì đã có trên tay rồi cúng phật là tu phứ nghe pháp là tu huệ chúng ta ở thế giới này gặp được một vị thiện tri thức rất là khó đến thế giới cực lạc Mỗi ngày có thể thăm diễn chư Phật Như Lai trong mười phương Giữa giao điểm này Chúng ta nên đến thế giới cực lạc sớm hơn một chút Các quốc độ chư Phật khá không làm được Quốc độ chư Phật khác phải đến lúc nào quý vị mới có tư cách Bình đẳng vô ư thập phương Phật sát Trình độ nào? Phải đại triệt đại ngộ Chưa đại triệt đại ngộ thì phải theo Thầy Không được rời xa Thầy Như thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm Nó có điều kiện Thầy của thiện tài đồng tử là Bồ Tát Văn Thù ở trong hội gian thù Ông chứng đắc Căn bản trí Đắc căn bản trí Tức là minh tâm kiện tánh Tức là đại triệt đại ngộ Giống như đại sư quậy Năng vậy Có điều kiện này Quý vị mới được ra ngoài tham học Vì sao? Vì quý vị đã có năng lực phân biệt Chân giả Chánh tà Thị phi Quý vị mới có năng lực phân biệt Quý vị không có năng lực này, quý vị ra học bên ngoài. Quý vị gặp yêu ma quỷ quái thì làm sao?